Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách phát triển một cái link TikTok ở bên Hoa Kỳ các bạn nhé. Thì đối với những cái link TikTok ở bên Hoa Kỳ thì cái doanh thu nó sẽ cao hơn ở Việt Nam. Thì để phát triển được một cái link TikTok ở bên Hoa Kỳ thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái điện thoại iPhone. Đó, thì sau đó thì các bạn fake cái VPN của chúng ta sang bên Hoa Kỳ 24 trên 24 để chúng ta nuôi kênh ở bên nước ngoài nhé. Rồi thì cái bước đầu tiên thì các bạn cần tháo sim ra. Đó, các bạn tháo sim ra này. Và tiếp theo nữa là các bạn vào phần cài đặt nhé. Và các bạn tìm đến cái phần cài đặt chung này. Sau đó các bạn ấn vào ngày và giờ. Đó, và các bạn tắt cái giờ tự động đi. Và các bạn ấn vào cái múi giờ này. Và các bạn chọn là Los Angeles thì các bạn đánh lên thanh tìm kiếm là Los Los Angeles Mỹ này. Đó. Rồi sau đó thì các bạn quay ra bên ngoài này và chúng ta tìm đến cái mục là ngôn ngữ và vùng. Và các bạn kích vào vùng. Sau đó thì các bạn gõ lên thanh tìm kiếm, các bạn đánh chữ Hoa Kỳ. Đó, sau đó các bạn tích vào đây thì mình đã chuyển sang Hoa Kỳ nhá. Rồi sau cái bước này thì các bạn cần tải một cái app TikTok ở bên Hoa Kỳ nhá. Thì các bạn phải chuyển vùng App Store của chúng ta sang bên Hoa Kỳ để chúng ta tải cái app TikTok của bên Hoa Kỳ đó. Thì các bạn sẽ vào ảnh đại diện avatar này, các bạn vào cái dòng địa chỉ ID Apple của chúng ta để chúng ta chuyển vùng sang Hoa Kỳ nhé. Rồi đến cái mục này thì các bạn nhấp vào cái phần là quốc gia vùng. Sau đó các bạn ấn thay đổi quốc gia hoặc vùng. Và các bạn kéo xuống. Đó. Chúng ta chọn quốc gia là Hoa Kỳ. Sau đó các bạn sẽ ấn chữ đồng ý. Ấn đồng ý tiếp. Rồi, thì đến cái phần này thì các bạn lưu ý dù mình nhá, thì các bạn phải làm một mạch từ đầu đến cuối, chúng ta không được thoát ra màn hình. Nếu mà các bạn thoát ra màn hình, chúng ta vào lại nó sẽ bị lỗi, các bạn sẽ không tải được ứng dụng bên đó nhá. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn một chữ none, tức là không này. Và lưu ý là cái tên họ các bạn đã không giấu. Rồi đến cái mục này thì cái dòng đầu tiên thì chúng ta cứ nhập là ABC. Dòng thứ hai chúng ta cũng nhập vậy nhá. Đó, dòng thứ ba này. Đó, và cái dòng thứ tư này các bạn nhấp vào đây. Và chúng ta kéo xuống, chúng ta chọn cái bang Alaska bên Hoa Kỳ nhá và chúng ta kích vào đây. Rồi tiếp theo là đến cái mã RIP này thì các bạn nhấp vào. Và các bạn nhập là 99501. À, đến số điện thoại này các bạn nhập số điện thoại các bạn vào. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ấn chữ tiếp theo này. Rồi sau đó các bạn ấn chữ xong này. Rồi thì đến cái phần này các bạn đã chuyển cái app to của chúng ta sang Hoa Kỳ thì các bạn tải cho mình hai app. Các bạn ấn vào cái hình cái kính này. Thứ nhất là các bạn tải cho mình một app là VPN, chúng ta gọi là VPN. Đó, và các bạn sẽ tải cho mình cái app VPN này nhá. Thì cái app này mình đã tải rồi. Đó. Sau đó các bạn tải tiếp cho mình cái app TikTok thì chúng ta gọi là TikTok. Đó. Rồi thì các bạn sẽ tải cái app TikTok của bên Hoa Kỳ này về nhá. Đó. Sau khi các bạn đã tải được hai cái app này về rồi thì đây các bạn tải được cái app VPN và app TikTok Hoa Kỳ rồi. Thì các bạn cần phải fake cái VPN của chúng ta sang bên nước ngoài thì các bạn nhớ phải tháo sim và chuyển vùng như nãy mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Và các bạn đã kích vào cái phần con VPN này, các bạn bật lên. Thì các bạn sẽ ấn vào cái mũi tên này. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn chọn một cái bang ở bên Hoa Kỳ. Đó, mình sẽ chọn là New York này. Đó, các bạn
chọn lưu óc này, chúng ta tích bằng dấu V này. Siêu sim siêu rẻ của Vinaphone. Rồi thì bây giờ các bạn đã nhìn thấy trên màn hình là nó có chữ VPN này, thì chúng ta đã fake thành công sang bên Hoa Kỳ nhá. Đó. Rồi sau khi các bạn đã fake được cái VPN Hoa Kỳ rồi thì các bạn mở app TikTok ra này. Rồi sau khi các bạn mở app TikTok ra thì nó có một cái giao diện như thế này. Thì các bạn sẽ click vào cái dòng sử dụng số điện thoại hoặc email, các bạn click vào. Sau đó thì chúng ta chọn ngày tháng năm sinh. Thì lưu ý là chúng ta chọn cái ngày tháng năm sinh chúng ta trên 18 tuổi nha các bạn nhé. Đó, rồi chúng ta ấn chữ tiếp. Rồi đến mục này thì các bạn chọn email. Và các bạn nhập email của chúng ta vào. Rồi sau đó các bạn ấn chữ tiếp. Rồi các bạn đến phần này chúng ta xác minh để tiếp tục thì chúng ta di chuyển hai cái hình này nó khớp vào nhau. Và chúng ta xác minh nhá. Rồi sau khi đã xác minh xong thì chúng ta tạo mật khẩu. Lưu ý là cái mật khẩu này là 8 ký tự, tối đa là 20 ký tự này, một chữ cái, một số và một ký tự đặc biệt. Đấy, như thế này nhá các bạn nhá. Sau đó chúng ta ấn chữ tiếp. Rồi, thì đến cái mục này, đây là cái ID TikTok của chúng ta. Các bạn không muốn đổi, chúng ta ấn đăng ký. Rồi, thì bây giờ chúng ta đã tạo được một cái link TikTok của Hoa Kỳ rồi. Thì các bạn nhìn thấy là nó có hình cái hoa quả này. Và các bạn kích vào ba gạch này. Và các bạn vào phần công cụ dành cho tác giả. Đó, thì các bạn nhìn thấy nó có một cái mục Career to link này. Là link bên Hoa Kỳ nhá. Đó. Thì khi các bạn tạo link xong thì các bạn cứ đi dùng, các bạn lướt Facebook chừng khoảng một ngày, các bạn đăng video lên. Rồi tiếp theo nữa là các bạn vào cái phần hồ sơ này, chúng ta đổi tên ID, tên kênh và ảnh đại diện thì các bạn ấn vào mục sửa hồ sơ. Và cái mục này thì các bạn, thứ nhất chúng ta đổi tên đi. Đó, bây giờ mình đó, sau đó các bạn ấn lưu. Rồi đến cái phần TikTok ID này, các bạn muốn đổi thì chúng ta kích vào đây. Và chúng ta đổi, xóa cái TikTok cũ đi này, ID cũ đi. Rồi, khi nó đã có dấu tích này rồi thì các bạn ấn lưu. Và các bạn chọn đặt TikTok ID. Rồi sau đó thì các bạn sẽ ấn vào thay đổi ảnh đại diện. Và các bạn chụp một, chúng ta chụp ảnh, hai là chúng ta tải lên. Rồi sau đó các bạn vào cái thư viện ảnh của các bạn, các bạn tải một ảnh đẹp nó phù hợp với lại cái chủ đề của các bạn thì chúng ta tải lên. Thì mình sẽ chọn cái ảnh này. Rồi sau đó thì các bạn có thể di chuyển cái ảnh của chúng ta nó phù hợp nhá. Sau đó các bạn ấn lưu. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài. Đó, thì mình đã tạo xong một cái kênh TikTok này. Đó, mình đã đổi tên kênh, tên ID, ảnh đại diện. Thì nhớ là các bạn phải chọn ảnh đại diện thật đẹp so với chủ đề của chúng ta này. Tên kênh dễ nhớ. Đó, dễ nhớ, ngắn gọn. Đó, và cái các bạn muốn phát triển cái link TikTok này của chúng ta bên nước ngoài hay là bên Hoa Kỳ thì các bạn sẽ fake VPN chúng ta 24/24. Đó, và lúc nào cái link của chúng ta phải có ảnh hoa quả này. Thì khi các bạn đăng video lên thì các bạn mới tiếp cận được khán giả ở bên nước ngoài nhá. Rồi thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây. Các bạn thấy những gì mình chia sẻ trên kênh hay hữu ích hãy để lại cho mình xin một like, đăng ký kênh. Mình xin chúc tất cả các bạn thành công nhá.